Thưa quý vị, mới đây một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, trên quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Lạng Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa hai ô tô và xe máy điện. Vụ va chạm khiến một người tử vong, một người bị thương. Cụ thể, gần 17 giờ ngày 21 tháng 6, tại km 10-700 trên quốc lộ 1, xe bán tải mang biển kiểm soát 12C096XX do chị HTL, sinh năm 1988, trú tại Cao Lộc Lạng Sơn điều khiển, lưu thông theo hướng Hà Nội hữu nghị thì va chạm với ô tô con mang biển số 12A 063XX đang di chuyển cùng chiều. Sau đó, xe bán tải tiếp tục lao lên phía trước, đâm vào xe máy điện do em CHM, sinh năm 2010, trú tại Văn Láng, Lạng Sơn điều khiển, chở theo em HPI, sinh năm 2010, trú tại Cao Lộc, Lạng Sơn. Tại hiện trường, cháu Y bị thương nặng, mắc kẹt ở hốc bánh xe phía trước của ô tô bán tải. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng, cháu Y đã tử vong. Còn cháu M vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Hoàng Đồng, kết quả kiểm tra tại hiện trường cho thấy nữ tài xế điều khiển xe bán tải không vi phạm nồng độ cồn. Tài xế HTL khai, trong lúc xe đang lưu thông thì bị nổ lốp dẫn đến mất lái gây ra vụ tai nạn. Theo thông tin từ đại diện Ủy ban nhân dân thị trấn Đồng Đăng Cao Lộc Lạng Sơn, gia đình cháu hpi có hoàn cảnh khó khăn cháu còn một anh trai đang điều trị tại bệnh viện hiện phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lạng sơn đang phối hợp cùng công an thành phố lạng sơn để điều tra giải quyết vụ tai nạn